Khóa học diện chẩn ABC, một chặng đường nhìn lại. Sau 2 tuần triển khai khóa học diện chẩn ABC cùng diện chẩn NIS Đinh Thị Hương Thảo trực tiếp qua Zoom, được đánh giá là rất hiệu quả và vô cùng tuyệt vời. Buổi khai giảng khóa ABC ngày 16 tháng 8 năm 2021 với sự hiện diện 100% của toàn thể học viên đăng ký tham gia và khách mời là khởi đầu của một hành trình bất tận của những niềm vui và sự bất ngờ. Khóa học với sự tham gia của hơn 300 học viên đến từ 35 tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam và Việt Kiều ở 11 quốc gia trên khắp thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, New Zealand, Thụy Điển. Ai ai cũng trình tru, háo hức được học những kiến thức căn bản của diện chẩn, phương pháp dưỡng sinh trị liệu độc đáo của người Việt Nam. Cô Thảo luôn xuất hiện duyên dáng với tà áo dài và huy hiệu diện chẩn cài trên ngực. Những câu nói hài hước và nụ cười tỏa nắng của cô đã duy trì tinh thần học tập hào hứng trong mỗi học viên và qua từng buổi học, để giúp hơn 300 học viên toàn khóa được học trực tiếp trong khung giờ phù hợp. Cô Thảo đã giảng dạy liền 2 khung giờ trong cùng một ngày và những buổi học luôn sôi nổi, hăng hái với sự tham gia nồng nhiệt của các học viên, chính là động lực tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho cô Thảo luôn tràn đầy năng lượng. Giấy tay nhá. Giấy tay. Những bài học đầu tiên mang tình yêu tiếng Việt và niềm tự hào dân tộc, những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam trở thành phương pháp trị liệu đơn giản mà vi diệu. Học viên được bật mí rất nhiều cách thức chữa bệnh qua tiếng Việt, vô cùng đơn giản, vô cùng đại chúng. Sau buổi học, các học viên đã gửi phản hồi tự chữa được bệnh của mình. Diện chẩn đã thay đổi ngoạn mục cuộc sống của nhiều học viên, hết bệnh, mạnh khỏe, yêu đời và sống có ý nghĩa. Và điều tuyệt vời nhất đó là sự thay đổi tư duy tích cực về sức khỏe bằng diện chẩn. Mặc dù những ngày qua, đại dịch vẫn diễn biến rất phức tạp trong cộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của mỗi người. Tuy nhiên, không thể khuất phục tinh thần giảng dạy và học tập của lớp diện chẩn ABC. Lớp học vẫn được tổ chức đều đặn, sáng tối trong tuần. Qua từng buổi học, các học viên càng khám phá nhiều hơn những điều thú vị và ứng dụng diện chẩn trong đời sống hàng ngày. Học viên nhận xét rằng, việc học diện chẩn qua Zoom hoàn toàn hiệu quả như học trực tiếp, được gần gũi hơn với giảng viên để dễ dàng thắc mắc và được phản hồi nhanh chóng. Hơn thế nữa, để tạo động lực và duy trì thói quen học tập đúng giờ, thực hành liên tục, ngoài sự hiện diện với 100% năng lượng của giảng viên, còn có sự đồng hành sát sao của đội ngũ trưởng nhóm cho mỗi nhóm học viên. Một điều vô cùng đặc biệt khi tham gia lớp diện chẩn ABC, các học viên đều cảm nhận. Học diện chẩn không chỉ học cách chữa thân bệnh mà còn tìm được gốc rễ tâm bệnh, chữa lành bên trong bản thân mình. Cái em học được không chỉ là cách tự chữa bệnh cho mình mà em còn nhận được rất nhiều từ cô. Phải chậm lại để nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc sống, biết lắng nghe, biết yêu thương nhiều hơn. Cô không chỉ đơn thuần chỉ dạy học mà cô còn lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng, gắn kết tình cảm, hay nói khác hơn là truyền đạo làm người. Từng câu cô nói, nó như đánh thức con người trong em, đánh thức ngọn lửa trong tim em. Tựa hồ bao lâu nay em sống trong đêm tối, từ ngày học cô em mới choàng tỉnh để nhìn lại và suy nghĩ về cuộc đời mình. Từ ngày học với cô thì mỗi ngày thức dậy em cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn và cảm thấy biết ơn vì mỗi sáng thức dậy, người thân và gia đình vẫn còn ở bên mình. Cảm ơn cô đã giúp em thức tỉnh. Em thật may mắn vì trong hàng triệu người lướt qua, em tìm được cô, người dẫn đường, đồng hành cùng em trong lúc khó khăn nhất. Hôm nay học bài sinh huyệt, cô chỉ cách tìm sinh huyệt ở thân mà cô còn giúp em tìm thấy sinh huyệt ở trong tâm. Em muốn chia sẻ trực tiếp với cô mà mỗi lần nhìn thẳng mắt cô là em lại khóc, không nói thành lời. Nên em viết ra đây, em cảm ơn cô rất nhiều. Em cảm ơn cô nhiều lắm. Em chúc cô sức khỏe. Con cảm ơn thầy tổ.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thế mới thấy, trong khi ngoài kia các chỉ thị giãn cách ngày càng thiết chặt, thì được giao tiếp online, được học tập kiến thức sức khỏe không cần thuốc chính là những điều cần thiết mà Diện Trần Online đã mang lại cho học viên thông qua khóa học này. Diện Trần Bố Quốc Châu Online biết ơn vô cùng khi được may mắn đồng hành cùng rất nhiều người yêu mến Diện Trần trên hành trình mơ ước theo tâm nguyện của Thầy Tổ Bùi Quốc Châu. Người người biết Diện Trần, nhà nhà làm Diện Trần. Cảm ơn tất cả về những ngày học ý nghĩa và tuyệt vời vừa qua. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình Diện Trần cùng nhau nhé! Hát hay quá, cao quá đó.